Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 8 tháng 12, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có Tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa và Nhạc lá Bồ Đề. Kính thưa quý vị, để khởi đầu giai đoạn khai sinh nền báo chí của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại hải ngoại, mặc dầu trong giai đoạn sơ khai và nhiều gian nan, thiếu thốn kỹ thuật, như những động cơ và yếu tố nào đã khiến cho tờ báo đầu tiên của cộng đồng người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ ra đời? Và so sánh sự biến đổi, tương đồng hay khác biệt về tình trạng báo chí của miền Nam Việt Nam và của cộng đồng người Việt tị nạn tại hải ngoại trước và sau năm 1975 ra sao? Mời quý vị theo dõi phần 15 Tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa qua lịch sử báo chí truyền thông Việt Nam Cộng Hòa và cộng đồng người Việt tị nạn, với nhà báo Phạm Trần, do Nguyễn Thành Công, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Ở tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Tốn, tôi là người đầu tiên ra tờ báo Việt Báo. Tôi và Linh Mục Trần Duy Nhất. Lúc đó tôi làm việc cho Đài Tiếng Hoa Kỳ rảnh rỗi quá, mà tôi bảo người Việt đây không phải có thông tin, phải có này kia. Tờ báo của chúng tôi ra chỉ có 4 trang, bán 25 xu. Số đầu tiên in 200 số báo, vừa ra khỏi tờ báo lại hết sạch. Rồi chuyển lên trên trại Indian Thao Gáp cho đồng bào. Vừa tới nơi cái không còn báo để bán, gọi điện thoại về nói in thêm báo. Mà in thêm báo ở đây đâu có phải là dễ. Dễ khó lắm. Là phải chạy đến nhà in. Mà in báo ít nó không in. Lúc đó người ta không in. Mà báo chí lúc đầu làm khổ lắm. Chúng tôi phải thuê một cái máy gọi là IBM Composer. Cái máy đó nó có quả cầu đánh chữ, phân cột, một cột, hai cột, bốn cột, sáu cột tùy. Sau đó phải bỏ dấu. Mà bỏ dấu khổ lắm. Bỏ dấu được mất ăn mất ngủ. Bỏ dấu có nhiều khi chữ cò ra chữ quả. Khổ lắm. Mà rồi về sau cũng thành công. Và cái hệ thống báo chí mà có chú nghĩa về sau này đó, họ dùng cái máy gọi là teletype cái gì đó, cố lắm. Mà đánh mỗi một chữ khổ lắm. Cái tờ Hoa Thịnh Đốn Việt Báo của ông của nhà thơ Giang Hữu Tuyên qua đời rồi đó, cũng đã trải qua cái giai đoạn đó. Tờ báo Người Việt ở bên California cũng phải trải qua giai đoạn đó. Tờ báo nào trước khi được bước qua cái giai đoạn mà chữ Việt ở trên computer do hãng VNI chế tạo ra đó, thì cũng phải qua cái giai đoạn đó. Thành ra cái giai đoạn sơ khởi của làng báo chữ Việt ở tại Hoa Kỳ cũng khó khăn trăm bề. Như cái thời kỳ mà báo chí tiếng Việt từ năm 1865 là cái tờ báo tiếng Việt đầu tiên ra đời, là cái tờ Gia Định Báo, tờ báo tiếng Việt đầu tiên ra đời. Thì cái thời gian đó khó khăn như thế nào? Thì bây giờ thời đại văn minh ở tại Hoa Kỳ của những người làm báo Việt Nam cũng khó khăn như thế. Nhưng mà rồi thời gian trôi qua, khoa học tiến bộ, và bây giờ các báo nào cũng có máy đánh chữ Việt và làm rất nhanh. Đài truyền hình cũng chữ Việt, đài phát thanh cũng chữ Việt, mà rồi còn chạy chữ trên màn ảnh. Ngày xưa làm gì có chuyện chạy chữ trên màn ảnh, chỉ có vào rạp chiếu bóng ở Sài Gòn thì mới được phụ đề này kia thôi, mới coi được thôi. Đấy, thành những cái thời đại văn minh nó khác. Thì đấy, thì cái nền báo chí sơ khởi của người Việt ở tại Hoa Kỳ là như vậy. Dạ thưa ông, đó là mình nói tới vấn đề kỹ thuật và phương tiện. Qua cái gần 60 năm kinh nghiệm của ông trong hoạt động làm báo, từ ở miền Nam Việt Nam qua tới đây, thì thưa ông xin ông một cái sự so sánh về cái động lực cũng như là khuynh hướng của những người làm báo ở miền Nam Việt Nam trước năm 75 và so với những cái năm tháng đầu của cái cuộc đời tị nạn cộng sản tại hải ngoại, thưa ông. Cái cuộc đời của những người làm báo ở tại miền Nam Việt Nam cho đến năm 1975
74 đó, thì chúng ta phải nói là đi theo vận nước như tôi nói hồi đầu. Họ không có sự lựa chọn nào khác. Họ cùng chịu chung với số phận của đất nước, của dân tộc. Đến khi bỏ nước ra đi thì cũng như tôi nói hồi nãy, là cái đầu óc văn nghệ và văn hóa của người Việt không bao giờ chấm dứt. Cái sự ao ước có tự do, dân chủ, từ trong tư tưởng ra đến lời nói và hành động, lúc nào cũng bám chặt lấy con người Việt Nam, dù ở bất cứ một hoàn cảnh nào. Vì vậy cho nên ngày nay chúng ta mới có báo tiếng Việt. Và chúng ta phải biết ơn những người đi trước là đã gây dựng nên một cái nền báo chí tiếng Việt ở hải ngoại nói chung và ở Hoa Kỳ nói riêng. Chỉ tiếc có một điều và khác biệt là ở miền Nam có các tổ chức đoàn hội nghề nghiệp của báo chí, ra hải ngoại không có các tổ chức nghề nghiệp của người làm báo, không có hội chủ báo. Ông Duy Sinh Nguyễn Đức Phúc Khôi đã cố gắng thành lập Hiệp hội Ký giả Việt Nam ở tại Orange County, nhưng chỉ được một vài năm không thành, là vì báo nào cũng phải lo cái sự sống riêng của mình, không ai có thời giờ để ngồi lại nói những cái chuyện mà không có thể làm được. Tỷ dụ như thành một cái tổ chức, thầy tỷ dụ như nương tựa lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau hay bảo vệ lẫn nhau, là vì báo chí không có phương tiện làm cái việc đó. Thành ra cái sự khác biệt giữa hai lớp người làm báo là như vậy. Ở làm báo ở hải ngoại cũng như làm báo ở trong nước đều không được đi qua các trường học làm báo, không được đi qua cái lớp đó, chỉ có một thiểu số mà thôi. Thành ra cho đến giờ này mình nói chuyện với nhau thì tôi thấy là cái nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam vẫn chưa thành hình. Chưa thành hình ở cái chỗ không có tổ chức hội đoàn về để giúp nhau về vấn đề nghề nghiệp, không có tổ chức chuyên nghiệp để huấn luyện giúp đỡ lẫn nhau về vấn đề trình bày, về vấn đề viết lách, về vấn đề trình bày quan điểm về một vấn đề nào đó liên quan đến đời sống của người Việt Nam. Chưa có cái chuyện đó. Thành ra nói hỗn mang thì quá đáng, nhưng mà không có tổ chức, chưa có tổ chức. Cái điều mà tôi mong mỏi bao nhiêu năm vẫn chưa thành công, vẫn chưa làm được, là làm sao phải có những tổ chức của người làm báo giúp đỡ lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau và chia sẻ nghề nghiệp, kinh nghiệm với nhau, từ cách hành văn cho đến cách bố cục mỗi bài báo, cho đến khi làm sao mà cái bài báo nội dung đó làm cho người đọc người ta dễ hiểu. Cái quan hệ nhất mà hồi ngày xưa các cụ Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh đều chủ trương là làm sao viết một cách bình dân, dùng những chữ chợ búa để cho mọi người hiểu được, mọi người thông cảm được, mọi người có thể sử dụng được. Các cụ ngày xưa có những cái hoài bão như thế. Thì bây giờ báo chí ở hải ngoại nó chưa thành hình là một tổ chức, nó chưa có tổ chức. Và nếu có tổ chức thì cố gắng làm sao để mà hướng tới cái đó. Cái đó cũng còn tùy thuộc vào những thế hệ sau này. Nhưng mà cái lối nhìn của tôi bây giờ vào làng báo, tôi bi quan nhiều hơn là lạc quan. Tôi bi quan ở cái chỗ là không có thế hệ nối tiếp. Tỷ dụ như đài truyền hình, có người nào say mê nghề nghiệp mới làm truyền hình thôi. Con cái của họ không có màng gì đến cái nghề truyền hình. Hay là những người làm báo, viết báo cũng vậy. Ông ấy qua đời đi là hết, coi như chấm dứt cuộc đời. Coi như đài truyền hình, ông trưởng đài qua đời hay vì lo không qua làm được nữa là coi như chấm dứt. Nó không có thế hệ nối tiếp. Thì cái đó là khuyết điểm. Khuyết điểm không những trong lĩnh vực báo chí mà là khuyết điểm trong cộng đồng. Cộng đồng, cái giới lãnh đạo bây giờ qua đời đi, không có giới lãnh đạo tiếp tục.
trở cao cái bậc cao hơn nữa đất nước. Đất nước bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, họ là đảng viên được điền chế, chứ con cái của họ không được điền chế vào đấy, nếu có chăng rất là ít, rất là ít. Thành ra không có cái hệ thống liên tục, không có cái hệ thống liên tục. Ở các nước dân chủ họ có cái sự liên tục hợp pháp, dân chủ. Ở Cộng sản ấy, sự liên tục của họ là độc tài, liên tục của họ là độc đảng. Ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam không có bất cứ một đảng nào khác. Ngoài báo Cộng đảng Cộng sản Việt Nam không có báo tư nhân, không có những người làm báo ở tư nhân, thì làm sao mà có sự nối nghiệp dân chủ được. Thì đấy là cái tình trạng báo chí Việt Nam hải ngoại ngay bây giờ đó, anh Công.